Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ tham đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Trời cho lộc lớn, vận may cực đỏ, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, gặp thời đổi vận, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý bám thân. Quý cô bác anh chị kính mến, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác, anh chị Canh Tý 1960, đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao, đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý tín chủ, về Tử Vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác, anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin, thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải, thì mong quý cô bác anh chị Canh Tý 1960 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi việc ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình, thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Canh Tý 1960 thông tin cụ thể, đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị Canh Tý 1960 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Canh Tý 1960 không phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Hồng phúc trời cho, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, gặp thời, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý bám thân. Kính thưa quý cô bác anh chị, ở độ tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, họ rất chăm chỉ và cần kiệm. Do đó họ sẽ được rất nhiều người xung quanh quý mến, vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng trên thực tế bên trong họ lại là người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt, họ là con giáp rất thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên họ luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Tính cách thân thiện, gần gũi, nên họ rất dễ kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Chính vì vậy mà bạn không thể phủ nhận rằng người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của tuổi Canh Tý. Theo đánh giá chung đều có khả năng lãnh đạo, đây cũng sẽ là bản tính vốn có trong con người họ. Khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ tìm tòi giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống, và họ luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề để tận dụng hiệu quả những khả năng của tuổi Canh Tý. Tuổi này bạn nên làm ở một môi trường mở, thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường của họ rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo, mà khả năng ứng biến nhanh, và họ luôn sẵn sàng vượt mọi khó khăn. Cho nên cho dù họ làm bất kỳ công việc gì cũng sẽ thu về thành quả nhất định.
Đặc biệt là họ được đánh giá khá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao. Trong công việc làm ăn, buôn bán thì họ có tầm nhìn xa, cho nên họ rất dễ thành công. Có một lưu ý mà tuổi này cần quan tâm đến là cho dù tính cách cẩn thận, nhưng vì gần gũi và dễ kết giao các mối quan hệ mới, cho nên đôi khi họ có thể bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt mà lừa mất của cải vật chất, tài sản tiêu hao. Tử vi học có nói, 7 ngày cuối tháng 3 âm là thời điểm khá bình yên với tuổi Canh Tý, mặc dù sự nghiệp và cuộc sống thuận lợi là đó, nhưng không có bước đột phá. Tháng này, quý mệnh chủ hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhé, vì đây là thời khắc hoàng kim đối với vận mệnh của bạn đó. Từ giai đoạn này trở đi, không những là được thần tài chiếu cố, mà quý nhân vây quanh phù trợ, bất kể bạn làm việc gì, thì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài phận dồi dào. Nhìn chung, cuộc sống trong tháng nếu như không thành đại gia, thì cũng giàu có, viên mãn. Và sau đây là phần luận giải chi tiết về các phương diện trong cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, chi tiết cụ thể như sau. Tử vi tuổi Canh Tý 1960, trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn cho thấy, tổng quan tháng 3 âm lịch của người tuổi Canh Tý 1960 có cả hung và cát, nhưng may mắn vẫn chiếm phần nhiều. Chỉ cần bạn chịu chăm chỉ và tập trung làm việc, thì ắt sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Về phương diện sự nghiệp, do có tam hợp giúp đỡ, nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Quan hệ xã giao hài hòa giúp quý tín chủ luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này, quý tín chủ còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là quý tín chủ cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời, do chịu ảnh hưởng của mộc dục. Tóm lại, tử vi tuổi Canh Tý 1967 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 có cả hung và cát, nhưng may mắn vẫn chiếm phần nhiều. Sự nghiệp tiến triển đều đặn nhờ có tam hợp giúp đỡ, quý tín chủ được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp khó khăn, thậm chí còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tuy nhiên, cần tập trung vào nhiệm vụ, tránh làm việc theo cảm hứng nhất thời. Về phương diện tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình. Chắc hẳn quý tín chủ sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư giả cho hiện tại và cho cả tương lai. Theo tử vi 7 ngày cuối tháng 3 năm 2024 tuổi Canh Tý 1960 âm lịch, việc ký kết hợp đồng cũng có thể xem xét tiến hành vào khoảng thời gian này. Cốt là bạn chú ý tỉ mỉ kiểm tra các điều khoản, không để xảy ra sai sót do sơ ý. Tóm lại, trong tháng 3 năm 2024, người tuổi Canh Tý 1960 âm lịch sẽ có tài lộc khá ổn định và lúc đó nên mở rộng các mối hợp tác làm ăn để tìm kiếm đối tác khách hàng triển vọng, mang lại nguồn tiền dư giả. Đây cũng là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, tín chủ cần chú ý kiểm tra kỹ các điều khoản để tránh sai sót. Đáng tiếc là chuyện tình cảm chưa có những dấu hiệu quá tích cực. Tuy dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, người độc thân đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và được nhiều người quan tâm hơn. Song quý tín chủ chớ nên quyết định đến với ai một cách quá vội vàng khi chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. Tóm lại, chuyện tình cảm của tuổi Quý Sửu trong tháng 5 âm lịch chưa có nhiều tiến triển. Người độc thân nên chú ý chăm chút ngoại hình để thu hút sự chú ý của người khác giới. Tuy nhiên, không nên vội vàng quyết định đến với ai đó khi chưa hiểu rõ về họ. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Canh Tý 1960 có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong tháng 3 âm lịch. Tất nhiên, để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ, thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, người tuổi Canh Tý 1960 dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho quý tín chủ một hướng đi, giúp cho quý tín chủ khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Thời điểm này, quý tín chủ nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể quý tín chủ sẽ làm quen được với quý nhân, đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho quý tín chủ những lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng vào công việc hoặc các kế hoạch tương lai. Người đi theo con đường học tập thi cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này. Bạn tập trung cố gắng lại thêm đầu óc minh mẫn khiến không khó khăn nào có thể cản bước bạn, có thể gặt hái được thành tích mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, mộc dục lại cho thấy, một số người rơi vào cảnh cả thèm chống chán, việc gì cũng muốn làm nhưng lại dễ bỏ dở giữa chừng. Quý tín chủ nên hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, quý tín chủ làm việc gì cũng sẽ dở dang, không đạt thành tích tốt.
lại thường xuyên gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nếu không xác định được định hướng cho mình, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của những người dày dặn kinh nghiệm. Tóm lại, trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Canh Tý 1960 sẽ có nhiều khởi sắc trong sự nghiệp nếu biết cố gắng, nỗ lực. Nhờ cục diện tam hợp, tuổi Canh Tý xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, được mọi người xung quanh giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm tốt cho những ai đang đi học, thi cử. Tuy nhiên, một số người tuổi Canh Tý lại rơi vào cảnh cả thèm chóng chán, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Để tránh tình trạng này, tuổi Canh Tý nên xác định rõ mục tiêu và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Về mặt tài vận, xem tử vi 7 ngày cuối tháng 3 năm 2024 tuổi Canh Tý 1960 âm lịch, phương diện tài lộc của quý tín chủ có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Dưới tác động của tam hợp các mối quan hệ của quý tín chủ với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của quý tín chủ có thể đến từ các khoản tiền lương tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Đây chính là động lực giúp quý tín chủ có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tháng 3 này, quý tín chủ có thể tiêu một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, trưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Bạn dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái. Nhưng cũng nhờ vậy mà bạn xây dựng thêm được các mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc và tình duyên. Tóm lại, trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Canh Tý 1960 có nhiều tiến triển khả quan về tài lộc. Nhờ đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn lập được kế hoạch khả thi và bắt tay vào thực hiện ngay. Các mối quan hệ với khách hàng đối tác tiến triển tốt, mang lại nhiều đơn hàng và hợp đồng đều đặn. Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt thành tích cao. Bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn cho việc ăn mặc, trưng diện, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và tình duyên. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song do ngũ quỷ hung tinh có xuất hiện, cho nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến quý tín chủ lâm vào rắc rối. Về mặt tình cảm, chuyện tình duyên của người tuổi Canh Tý 1960 có hung có cát trong tháng này, đòi hỏi quý tín chủ phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử, chớ quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời kẻo phải tổn thương trong tương lai. Dưới tác dụng của tam hợp và nguyệt lệnh lâm mộc dục, cho nên quý tín chủ với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Đây là dấu hiệu khá tích cực với người độc thân, nhưng nếu quý tín chủ đã lập gia đình, thì đây lại là khởi nguồn của nhiều rắc rối. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn, hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách thích hợp với người khác để tránh những điều tiếng không hay, những lời bàn tán và dù có phải là thật hay không cũng dễ gây ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình của bạn. Tốt nhất làm việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ cho người thân, tránh buông thả theo cảm xúc nhất thời. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh, trao đổi, thảo luận mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Tóm lại, chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tý 1960 trong tháng này có hung có cát, đòi hỏi phải tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Người độc thân dễ thu hút người khác với nhưng không nên vội vàng tiến xa. Người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách với người khác để tránh điều tiếng, ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình. Vợ chồng nên tôn trọng, thấu hiểu nhau, bình tĩnh trao đổi, thảo luận mọi chuyện để giải quyết vấn đề ổn thỏa. Về mặt sức khỏe, nhìn chung, tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tý 1960 khá ổn định, bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng, có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vãnh do thay đổi thời tiết, lại thêm việc khoảng thời gian này quý tín chủ đã chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, nên cơ thể có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, người trẻ tuổi nên hạn chế tụ tập liên hoan với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, nếu có thời gian rảnh. Quý tín chủ nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Tóm lại,
Nhìn chung sức khỏe của người tuổi Canh Tý 1960 khá ổn định, không mắc bệnh nặng, chỉ có một số bệnh vặt do thay đổi thời tiết. Nhờ chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe của họ có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, người trẻ tuổi nên hạn chế tụ tập liên hoan và gọi đồ ăn bên ngoài. Thay vào đó, họ nên dành thời gian ở nhà với gia đình, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Quý cô bác anh chị đang xem nội dung Hồng Phúc Trời Cho, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 gặp thời, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý ngay từ đầu tháng. Thưa quý cô bác anh chị Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, trong một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý tín chủ Canh Tý sinh năm 1960. Xin mời Canh Tý sinh năm 1960 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Vận mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 theo tháng sinh, để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý tín chủ là người sinh vào ngày tháng không may mắn, thì cũng đừng lo lắng nhé, có câu đức năng thắng số. Tuổi Tý sinh tháng riêng, tức tháng 1 âm lịch. Tuổi Tý sinh vào tháng riêng được hưởng phúc lộc tổ tiên, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế, dù sao cũng được bề trên nâng đỡ, cho nên sẽ phù hộ cho nhiều cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ, được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no áo ấm và có của ăn của để. Tuổi Tý sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết tinh chập, tuổi Tý sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát, cho dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không giấu nổi mà lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, cho nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành văn, có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ. Có những lúc hiểm nguy tưởng trừ khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Về vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 3 âm lịch. Canh Tý sinh vào 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Tý này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ lương thiện, dễ mềm lòng, họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần, nhiều chăn chối, không sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Về vận mệnh của tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch. Tháng này may thay có xuân phong hóa vũ, gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh, cho nên được lương xuyên. Tuổi Tý sinh tháng 4 âm lịch tuy vận số không tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào. Người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn tương trợ mọi điều, sẽ giúp cho bạn mình có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng, vận mệnh của tuổi Tý này khá vất vả. Tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên mà cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại. Anh em trong nhà thì tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành số mệnh mà lại bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Về vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 5 âm lịch. Vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ. Thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc, sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, thì tuổi Tý này tuy số kiếp vất vả là đó, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp thì cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy. Lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, cho nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, cho nên sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc, có quý nhân nâng đỡ sự nghiệp có hung có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc vì thế ùn ùn kéo tới, đến tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, phú quý một vùng, người người ngưỡng mộ. Về vận mệnh của tuổi Tý sinh tháng 6 âm lịch. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình. Song,
Tuổi Tý sinh tháng 6 âm lịch lại may mắn được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, bạn muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Tính tình cương nghị, ý chí sắt đá có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Về vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 7 âm lịch. Thì sinh vào tháng 7 âm lịch, tuổi Tý được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con kết thuận hòa, êm ấm, người này số hưởng không cần vất vả gì nhiều, mà vẫn sung túc giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lởi phóng khoáng độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ. Chính vì thế sự nghiệp thành công, không gặp đại hung đại nạn, họ là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của tuổi Tý. Về vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 8 âm lịch. Xem vận mệnh tuổi Tý theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 âm, thì cuộc đời vinh hoa phú quý, giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp vì thế sẽ thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Về vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 9 âm lịch. Sinh vào tháng 9 âm lịch, tuổi Tý có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn mệnh hậu, cho nên bạn vẫn được hưởng hết khúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Về vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 10 âm lịch. Thì vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 10 âm lịch không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc, mà tổ tiên cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Về vận mệnh tuổi Tý sinh tháng 11 âm lịch. Sinh vào tháng 11 âm lịch, người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Tuổi Tý sinh tháng này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều mà phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ mà hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già sẽ an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát thăng tiến không ngừng, khi đến tuổi trung niên sẽ nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Về vận mệnh tuổi Tý sinh tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng chạp rơi vào tiết tiểu hàn trong năm, mà sinh vào năm cùng tháng tận, thì người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, cho nên tuổi Tý cũng được hưởng phúc, bạn có lộc ăn lộc uống, cuộc sống thanh bình no đủ, cả đời chỉ là tiết trời giá lạnh, cho nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh tuổi Tý sinh tháng chạp khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại, cho dù xa cha mẹ yêu thương chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung Hồng Phúc Trời cho tháng 3 âm lịch 2024 người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, gặp thời, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý ngay từ đầu tháng từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác, anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, quý cô bác anh chị thân mến, những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn,
Chúc quý cô bác anh chị Canh Tí sinh năm 1960 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị.